Tiếp tục xử lý đến phần Hibernate, đúng chưa nhỉ? Chúng ta tạo một cái nữa này, bài nữa. Đây là gì? Thì là Hibernate đi. Tạo bảng, tạo bảng dữ liệu này, lớp này, lớp và gì, sinh viên nhá. Rồi bây giờ các bạn tạo bảng dữ liệu đây. Các bạn có localhost. Và ta tạo một cái cơ sở dữ liệu có rồi ở đây đúng không? Bạn có thể tạo một cái hoặc tạo một cơ sở dữ liệu mới nhé. Đào tạo được không sao đâu. Nào, tạo một bảng dữ liệu này tên là bảng lớp, thế nhỉ? Bảng lớp sẽ có hai trường là mã lớp, tên lớp nha. Mã lớp nha, tên lớp. Kiểu mã lớp ta nên để kiểu vacha, độ dài của nó là 50, tên lớp cũng thế. Rồi. Thằng nào là khóa chính các bạn? Mã đây, chưa? Đấy. Mã lớp. Dạ. 50. Rồi. Và cha nếu và cha gì cũng được đúng không? Lưu lại. Ok vào đây. Bây giờ thêm một bảng sinh viên nữa. Sinh viên. Mã sinh viên này, tên sinh viên này, mã lớp là đủ đúng không? Ba trường. Mã sinh viên, đúng chưa? Đó. Tên sinh viên và mã gì? Mã lớp nhỉ. Ok, thằng này là khóa chính này đúng không? Rồi lưu lại. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thêm vào một số lớp nhỉ. Ta thêm vào này, insert này. Bạn có thể ghi mã lớp là PT14351 chẳng hạn đúng không? Tên lớp là ứng dụng phần mềm 51 như thế. Rồi, ok. Lớp, tên lớp rồi. Bây giờ có sinh viên đúng không?
Cái mã lớp là phải nhớ này. 14351 đúng. Lớp sinh viên đây. Insert này. Được chưa? PT14351 tên sinh viên Nguyễn Văn A. Mã sinh viên PH0001. Ok. Go. Rồi. Thêm một thằng nữa. Rồi. 02 này. Trần Văn B này. Rồi. Như vậy ta đã có hai ông sinh viên rồi đúng không? Đấy. Có làm có khác gì SQL Server không? Chả có gì khác nhau cả đúng không? Xong, bây giờ chúng ta mới tạo một dự án. File new project. Chọn Java web. Các bạn ghi là Hibernate lab 8 đi. Java 4 bài 8. Hibernate. Next. Rồi. Next tiếp, đúng không? Chọn Hibernate. Đúng chưa? Cơ sở dữ liệu ta có sẵn rồi. Cơ sở dữ liệu tên là bảng gì ấy, GSP. Cái này thầy hướng dẫn rồi nên không nói lại nữa. Cơ sở dữ liệu GSP đúng không nhỉ? Rồi finish. Đấy. Bây giờ các em mở cái này ra. Mở cái phần Hibernate ra nhỉ. Đây. Cái này thì ok rồi. Thế còn cái này, config property này mở rộng ra thiếu cái gì nhỉ? Thiếu một cái nữa đúng không? Còn phần này nữa. Thiếu hai cái liền. Chọn này là gì? Thread. Chọn này đúng không nhỉ? Ok, thế là xong, bấm Ctrl S là đủ. Bạn có thể xem code của nó như thế này. Hả? Đang bày á? Đấy. Đây, chỉ có cái này thôi. Lớp đây. Sinh viên đây, tên đây, nhá. Không, cái này có mã lớp không? Không, thầy không đặt quan hệ, không tạo quan hệ. Okay. Không cần đâu. Rồi xong rồi. Như vậy là ta đã tạo xong cái phần phần cơ sở dữ liệu đúng không? Tiếp theo tạo cái gì nhỉ? Còn nhớ không? Thôi thầy tạm dừng cái này đã.